Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cùng phim review. Hôm nay mang tới cho các bạn bộ phim về quái vật viễn cổ Bắc Âu, Chôn, mới được ra mắt thời gian gần đây. Nghe nói ở trong ngọn núi Dobre, có một con quái vật xa xưa hàng nghìn năm bị mắc kẹt, tim nó là tuyết, xương nó là băng, vực dậy trong đêm và ngưng lại khi mặt trời mọc. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là chuyện dọa con nít mà thôi, cho đến khi một đội khai thác dầu mỏ cho nổ một hang núi. Sinh vật bí ẩn đó đã bị đánh thức, nó phẫn nộ hét lên khiến đội thợ mỏ sợ hãi bỏ chạy khắp nơi, đến cuối không một ai sống sót. Chuyện này đã kinh động đến quan chức chính phủ, bọn họ phái hai chiếc máy bay dò thám quân đội đến nơi xảy ra sự cố. Nhưng từ trên bức ảnh dường như có thứ gì đó chui từ đất lên, kỳ lạ là ở gần đó còn có dấu chân khổng lồ. Viên chỉ huy quân đội lập tức báo cáo chuyện này cho thủ tướng. Sau khi thủ tướng xem xong video, cho cố vấn Andreas triệu tập chuyên gia địa chất, chuyên gia khảo cổ cùng với chuyên gia sinh vật đến nghiên cứu chuyện này. Không lâu sau đó, một chiếc trực thăng quân đội đáp xuống trước mặt chuyên gia văn hóa dân gian Norr, đội trưởng nói rằng có quan chức cần gặp cô. Trực thăng nhanh chóng đưa Norr đến căn cứ bí mật, Andreas trực tiếp gặp mặt cô. Cô thấy cảnh tượng hỗn loạn mà không biết có chuyện gì xảy ra, cho đến khi đi vào một phòng họp, các quan chức chính phủ đang ngồi ở đây. Andreas nói ra thân phận chuyên gia văn hóa dân gian của Norr. Sau khi cô ngồi xuống, tướng quân nói rằng bọn họ phát hiện có dấu hiệu vũ khí tối tân hoặc sinh vật đáng sợ tấn công. Nhưng theo báo cáo hiện tại thì địa chất của nơi này tồn tại nhiều vấn đề. Chuyên gia địa chất liền nói chắc là do dung nham sụp lở, cũng có thể liên quan tới tầng khí thiên nhiên dưới lòng đất. Chuyên gia khảo cổ cũng nói có khả năng liên quan tới khí hậu. Nghe đến đây, Norr nói thẳng với mọi người đây rõ ràng là dấu chân của sinh vật khổng lồ, chẳng lẽ không ai nhìn ra sao? Mọi người ở đây cũng đã có suy đoán như vậy, nhưng sinh vật nào lại có dấu chân lớn như vậy được? Vào lúc mọi người tranh luận không ngừng thì quân đội có phát hiện mới, ở gần hang động có người tình cờ quay được cảnh bốc nổ, người ở video bị nhấn chìm chỉ trong tích tắc. Khi xem video này, bọn họ cũng vô cùng nặng nề. Norr bảo phát lại video sau đó, chỉ một cảnh rồi bảo dừng, chỉ thấy một sinh vật khổng lồ giống hình người, thoát ẩn thoát hiện trong đống đất đá. Khi ấy ở một căn nhà nhỏ ở trong thung lũng Gudebrandsdalen, chú chó ở bên ngoài bỗng phát hiện gì đó, nó bắt đầu sủa ầm lên. Ông lão ở trong nhà nhìn ra không biết chú chó đang sủa cái gì, nhưng ông ấy không bận tâm mà tiếp tục ăn uống. Khi ly cà phê trên bàn rung lên thì bà lão mới thấy có điều bất thường, động đất ngày càng mạnh thì đồ đạc bắt đầu rơi vỡ. Hai người còn tưởng động đất liền nấp xuống tầng hầm. Nguồn điện trong nhà đứt đoạn khiến bọn họ rơi vào bóng tối. Khi bọn họ đi ra ngoài thì phát hiện nhà bọn họ chỉ còn lại một nửa. Lúc này Norr vì muốn xác nhận đó có phải là sinh vật khổng lồ hay không, cô quyết định đến hiện trường điều tra, thủ tướng cho Andreas đi cùng cô ấy. Khi hai người ngồi trực thăng đến đó, nửa đường nhìn thấy căn nhà bị phong tỏa, Norr vội cho trực thăng đáp xuống tìm hiểu tình hình. Quân đội đang điều tra ở đây, đội trưởng nói rằng dường như có thứ gì đó lội qua sông, sau đó biến mất ở trong thung lũng. Bọn họ phát hiện dấu chân khổng lồ dần biến mất ở cách đây 20 cây số về phía nam. Norr càng thêm chắc chắn đây là một sinh vật khổng lồ, cô lại gần dấu chân để tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng phía dưới chỉ có đất và đá nham thạch, thế là cô quyết định men theo hướng dấu chân. Nhưng trước đó cô sẽ cùng Andreas đến một nơi trước. Từ nhỏ cô đã được bố mình, ông Tobias kể cho nghe về những câu chuyện về quái vật. Với lại ông Tobias cũng là chuyên gia địa chất, cô nghĩ ông có thể giúp mình chuyện này. Khi hai người đi vào trong căn nhà, trên tường cũng dán đầy những bức ảnh vô cùng kỳ lạ. Norr lập tức cho bố xem hình ảnh dấu chân khổng lồ, ông cho rằng nó rất giống quái vật Na Uy. Nhưng Norr lại nói đây chỉ là thần thoại mà thôi, ông thấy con gái không tin liền quyết định cùng cô đi điều tra cho rõ. Ở trên trực thăng ông Tobias lần theo vị trí biến mất của dấu chân, đưa ra phán đoán quái vật sẽ ở gần đó. Khi Tobias tìm vị trí cho trực thăng đáp xuống, ông tìm một nơi rồi làm ra những hành động kỳ lạ. Một lúc sau Norr đi lên hỏi ông có phát hiện gì không? Nhưng lúc này cô bỗng ngửi thấy một mùi rất cổ xưa, Norr vội lấy cuốn ghi chép ra, không ngờ một con mắt khổng lồ xuất hiện phía sau hai người, dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, một con quái vật chậm chậm đứng dậy. Bọn họ không biết mức độ tấn công của nó thế nào, chỉ vội chạy về phía trực thăng. Thấy quái vật cao mấy trăm mét, Andreas giục mọi người mau chạy, may mà đúng lúc nguy cấp bọn họ đã an toàn rời đi. Ở trong căn cứ quân đội, quan chức chính phủ nhận được tin tức, một con quái vật cao mấy trăm mét đang phẫn nộ gầm hét, mọi người cuối cùng cũng tin lời của Norr. Một con quái vật khổng lồ thế này đương nhiên sẽ tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, thế là quan chức nói với Norr, việc tiếp theo sẽ do quân đội tiếp quản, bọn họ sẽ dùng vũ khí để tiêu diệt quái vật. Ông Tobias tức giận nói, nếu không phải do con người khai thác khoáng sản làm phiền nó cũng sẽ không vô cớ tấn công người khác, nhưng quan chức không thèm bận tâm. Cứ như vậy hàng loạt xe thiết giáp tiến vào rừng, quân đội bắt đầu tiến hành tấn công quái vật. Norr và bố mình chỉ có thể đứng ở một bên quan sát. Một chiếc flycam bắt đầu dò quét, quan chức chính phủ căng thẳng theo dõi qua màn hình, nhưng không ngờ chờ một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của quái vật, xem ra con quái vật này rất giỏi ngụy trang. Vào lúc mọi người không để ý thì quái vật xuất hiện, nhưng nó dường như cảm nhận được điều gì đó mà dừng lại. Nhìn thấy cảnh này thì quan chức lập tức hạ lệnh tấn công, hai quả pháo lập tức bắn lên người quái vật. Điều khiến người ta không ngờ là quái vật không hề bị ảnh hưởng, đội trưởng lập tức cho toàn bộ quân đội cùng lúc tấn công. Khi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tiếng gầm hét của quái vật dần biến mất. Nhưng ngay sau đó nó lại bước ra khỏi làn khói mù, nó vẫn nộ đá bay chiếc xe thiết giáp, quan chức cũng mất liên lạc. Lúc này, Norr và mọi người chứng kiến cảnh quái vật nuốt sống một người lính vào miệng, bọn họ sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Còn ông Tobias lại giơ hai tay ra hiệu rằng mình không có ác ý,
sau đó chậm chậm đi về phía quái vật, còn nó cũng không có ý định tấn công ông. Vào lúc mọi người tưởng rằng có thể tiến hành đàm phán, binh lính sống sót lại nổ súng bắn nó. Quái vật tức giận quay người tránh đi, chiếc đuôi dài của nó không may va trúng ông Tobias, sau đó quái vật giẫm bẹp binh lính tấn công nó. Ông Tobias lúc này vô cùng yếu ớt, trước khi chết ông nói với Nora một câu lâu đài và nhà, sau đó bỏ cô mà đi. Nora vô cùng đau đớn, những ngày sau đó cô cố gắng để bình tĩnh hơn. Nhớ đến lời bố mình nói trước khi chết, Nora phát hiện đây là câu chuyện thần thoại mà ông đã kể cho cô nghe lúc nhỏ. Chẳng lẽ quái vật chỉ muốn được về nhà? Nếu thần thoại là đúng thì quái vật rất ghét nhà thờ, tiếng chuông nhà thờ khiến nó đau đầu. Nếu tận dụng điểm này có khi điều khiển được quái vật, thế là cô nói chuyện này cho quan chức chính phủ. Bọn họ còn tưởng cô đang nói đùa cho đến khi đội trưởng nói rằng vũ khí nóng không thể làm nó bị thương. Lúc này ở trong một khu vui chơi thì quái vật đã đến được đây, người dân thấy quái vật khổng lồ như vậy liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ngay chính lúc này, bốn chiếc trực thăng đem theo chuông bay tới bao vây lấy quái vật. Tiếng chuông dường như có ảnh hưởng tới nó, xem ra cách này có hiệu quả. Nhưng nào ngờ quái vật vo tròn một căn nhà sắt sau đó ném vào trực thăng. Sau đó nó tóm được một chiếc nữa rồi ném vào chiếc trực thăng khác. Chỉ trong chớp mắt ba chiếc trực thăng đã bị phá hủy, nhưng có một chiếc đang rơi về phía cô bé. Người bố chạy tới ôm lấy con gái. Ngay chính lúc đó quái vật đã đỡ lấy chiếc trực thăng. Sau đó nó nhìn hai con người nhỏ bé trước mặt mình. Nora cũng chú ý tới điều này, nhưng bây giờ chỉ còn lại một chiếc trực thăng nên bọn họ đành rời khỏi đây. Còn quái vật cũng nghĩ tới điều gì đó, nó đi về một hướng khác. Chuyện này cũng đã kinh động đến giới truyền thông, bọn họ nhốn nháo đưa tin quái vật xuất hiện. Thủ tướng đành mở họp báo, nói rằng bọn họ đang dốc sức kiểm soát tình hình, hy vọng mọi người đừng lo lắng, quân đội sẽ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Nora lúc này đang đi sơ tán bỗng nhớ đến lời bố mình, sau đó cô nhờ Andreas dẫn đến cung điện của thủ tướng. Ở đây cô gặp được một ông lão, ông ấy dường như biết rất nhiều chuyện. Vì tình hình cấp bách, ông ấy dẫn hai người xuống một hang động. Ông còn nói, con người cho rằng xây dựng cung điện trên lãnh thổ của một vị vua khác có thể đem tới vận may. Vào những năm 20, thợ thi công đã phát hiện ra nơi này cho nên sau này mới có cung điện. Khi bọn họ đi sâu vào thì cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt bọn họ, mà nơi này chính là lãnh thổ của quái vật, xem ra con quái vật kia đang tìm tới đây. Nora dùng tia tử ngoại dọi lên một khúc xương lập tức hóa đá. Nora nhớ đến truyền thuyết vực dậy trong đêm, ngừng lại khi mặt trời mọc. Thì ra ánh sáng mặt trời có thể đối phó với nó, mà mấy hôm nay lại không có mặt trời, thế là Nora nghĩ tới một cách. Lúc này ở bên ngoài quái vật đã đến được thành phố, may mà người dân đã được sơ tán, quân đội triển khai tấn công, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã bị đánh tan. Một tiểu đội bên này nhận được tin tức của Nora, bọn họ chuẩn bị đèn chiếu tia tử ngoại cực mạnh. Khi quái vật hùng hổ bước đến, Nora lái xe chở một chiếc đầu lâu quái vật. Cảm nhận được hơi thở của đồng loại thì quái vật càng thêm phẫn nộ, nó lập tức đuổi theo xe. Nhà cửa dọc đường đều bị nó phá hủy, may mà quân đội đã bố trí xong bẫy, chỉ cần Nora dẫn quái vật đến đây là xong. Nhưng đang đi trên đường thì đầu lâu rơi xuống, Nora vội quay xe lại. Nhưng quái vật đã đến gần chiếc đầu lâu và nó cầm đầu lâu lên. Sau khi cảm nhận được hơi thở của đồng loại thì nó phát ra tiếng khóc đau thương. Cho đến khi nó thấy cửa kính ở bên cạnh, nó dường như chưa từng thấy dáng vẻ của mình vậy, nó như đứa con nít tò mò mà chạm lên. Nhưng cửa kính không chịu nổi sức của nó, khi cửa kính vỡ nó cũng giật mình làm rơi đầu lâu. Sau đó nó tức giận nhìn hai người, chuẩn bị chút sự phẫn nộ lên người bọn họ. Thấy chuyện chẳng lành thì bọn họ vội lái xe bỏ chạy, Nora nhanh tay đánh lái quay xe. Lúc này, quan chức chính phủ cũng chuẩn bị cho máy bay ném bom tấn công quái vật. Đúng lúc đó Nora cũng đến được khu vực đặt bẫy, cô bảo Andreas nhảy xuống trước, sau đó cô cũng nhảy xuống trước khi rơi vào tay quái vật. Sau khi quái vật bóp nát chiếc xe nó mới phát hiện mình đã mắc bẫy. Khi tia tử ngoại chiếu lên người nó thì nó bắt đầu hét lên đau đớn, máy bay ném bom lúc này cũng bay tới. Khi biết đã kiểm soát được tình hình, tướng quân hạ lệnh tấn công. Không lâu sau khi tia nắng đầu tiên chiếu lên người quái vật, con quái vật đến từ thần thoại cuối cùng cũng gục xuống, nó hóa thành một ngọn núi nhỏ. Nora chậm chậm bước đến vuốt ve nó, con mắt của quái vật cũng dần hóa đá. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Quỷ chôn khổng lồ. Câu hỏi kỳ này, các bạn cho rằng nếu chôn đấu với tinh công thì bên nào sẽ thắng? Chọn quỷ chôn thì bình luận số 1, chọn tinh công thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.